Đây số mấy dòng GT hợp tác nha bà con, tha hồ lửa luôn. Con lửa là tính tiền đó, 125, 140, 155, 110. Hợp tác để đa chủng loại đó bà con, loại nào cũng có chứ. Hợp tác là nhiều loại nhất, bảo hành 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Đầy đủ luôn nha. GT hợp tác gồm có thương hiệu là Camel nè, ví dụ nè, Kota nè, Yoko nè, Yoko nè, thấy không? Đầy đủ hết trơn, nhiều thương hiệu lắm, nhiều loại lắm. cũng là loại GT như nhiều cơ sở, nhiều công ty sản xuất. Đây có mẫu GT 90 hợp tác. 55 mi rồi nè, rất đẹp nha, số dòng hợp tác nha, rất là đẹp, dùng cái ghiền luôn con, quá đã luôn. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707, số dòng hợp tác đó, con tha hồ được. Rửa thoải mái rồi con, mới nó khỏe rồi con, mới sạch sẽ tay chân nữa, tháng đầu tiên hư hao đổi mới nữa, rất là tiện. Nhiều quá, quá trời luôn. Bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707.